Sau đây thì mình sẽ nói về cái chức năng trộn mã của khóa AB01. Thì trộn mã nghĩa là gì? Là tức là đáng lý là cái mật khẩu mọi người 6 số là mọi người chỉ nhập 6 số vô thôi, nhưng mà để tránh trường hợp mà người khác có thể biết được cái mật khẩu của mình, hoặc là người ta có thể nhìn lén á, thì mình có thể thay vì mình nhập 6 số thì mình nhập 12 số, 15 số gì cũng được, nhưng mà miễn sao là mình vẫn nhập đúng số thứ tự và đúng thứ tự của cái mật khẩu của mình thôi. Thì bây giờ mình ví dụ là cái mật khẩu hiện tại của mình á, là 4, 5, 6, 7, 8, 9, thăng. Đó, như vậy là cái mật khẩu đúng của mình mở cửa mình vô nhà thôi. Nhưng mà bây giờ mình không muốn nhập đúng 6 số, mình muốn nhập nhiều hơn. Thì bây giờ mình làm thao tác như sau. Đầu tiên mình nhập là 1, 2, 3. Mình nhập 3 số bất kỳ đi ha. Rồi mình bắt đầu nhập đúng cái mật khẩu là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi mình lại tiếp tục nhập 3 số ngẫu nhiên là 1, 2, 3 nữa đây, thăng. Thì lúc này là cái khóa nó vẫn nhận dạng được đúng cái mật khẩu của mình và mình vẫn có thể vô nhà được. Thì cái chức năng này thì nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế cái khả năng mà người khác có thể biết được cái mật khẩu chính xác của mình đó.